Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Thế Sơn Toyota. Rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký, like để ủng hộ kênh và cập nhật những thông tin về thị trường ô tô và các chương trình khuyến mại trong tháng. Toyota Vios bất ngờ đại hạ giá sau Tết Nguyên Đán. Sau những đợt ưu đãi kịch sàn trước Tết, mới đây ngay sau Tết Nguyên Đán, mẫu xe quốc dân Toyota Vios 2019 mới vẫn tiếp tục được các đại lý triển khai. Chương trình khuyến mại giảm giá kịch liệt lên tới gần 100 triệu đồng, đặc biệt là cho các phiên bản cũ. Cụ thể, tại một số đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh, Toyota Vios giảm giá từ 20 đến 46 triệu đồng cho phiên bản EMT cũ. Khách hàng mua xe chỉ cần chi trả từ 424 triệu đồng để sở hữu một chiếc Vios hoàn toàn mới. Trong khi đó, phiên bản EMT 2020 mới ra mắt hồi đầu tháng 1 vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết 470 triệu đồng. Nhưng khách hàng mua xe cũng có thể nhận được quà tặng bảo hiểm vật chất hay ưu đãi 0% khi mua trả góp. Tuy nhiên, tại Hà Nội, Vios 2020 lại được một số đại lý áp dụng mức giảm giá từ 10 đến 20 triệu đồng tiền mặt cho phiên bản EMT. Với Toyota Vios đời 2019, khách hàng mua phiên bản Vios G cũng sẽ được khuyến mãi gần 100 triệu đồng, phiên bản eCVT giảm giá 20 đến 30 triệu đồng và phiên bản EMT giảm giá chỉ 5 triệu đồng. Mặc dù hiện tại Vios vẫn là mẫu xe quốc dân được ưa chuộng tại thị trường Việt, nhưng việc Toyota Vios 2020 chính thức ra mắt vào đầu tháng 1 vừa qua với nhiều nâng cấp đánh giá cùng giá bán không đổi, khiến các đại lý lo lắng về việc không đẩy được hàng tồn. Cụ thể, phiên bản cao cấp nhất Vios G-CVT đã được nâng cấp lên màn hình hiển thị đa thông tin TFT đa sắc, tích hợp thêm Apple CarPlay và Android Auto và bổ sung một số tính năng an toàn như kiểm soát hành trình Cruise Control, camera lùi, cảm biến góc trước sau. Trong khi đó, phiên bản Vios eCVT được bổ sung camera lùi, nâng cấp từ đầu CD lên đầu DVD cùng màn hình cảm ứng 7 inch, ghế bọt da và được tích hợp thêm Apple CarPlay và Android Auto. Mặc dù là phiên bản cấp thấp, nhưng Vios EMT đã được hãng ưu ái nâng cấp gương chiếu hậu ngoài gập điện, đầu DVD với màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, sử dụng phanh đĩa ghế da simili và bổ sung camera lùi và đèn sương mù trước. Ngoài việc nâng cấp và bổ sung hàng loạt trang bị, hãng xe Nhật Bản còn cung cấp hai phiên bản mới giá rẻ hơn, bao gồm Vios eCVT 3 túi khí và Vios EMT 3 túi khí. Giá bán Toyota Vios 2020, hai phiên bản này tương ứng 470 và 520 triệu đồng. Như vậy, việc nâng cấp và bổ sung phiên bản giá rẻ đã khiến các đại lý chật vật hơn trong chiến dịch đẩy nhanh hàng tồn kho đời cũ, bởi với cùng một số tiền, chắc chắn khách hàng sẽ cân nhắc đến phiên bản mới nâng cấp nhiều hơn cả. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần,
công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.